Sáng ngày 12 tháng 6, Trung tướng Trương Sa Mi, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Thuận, 40 tuổi, ngụ phường Dương Đông, Phú Quốc. Thuận là nghi phạm ra tay đâm chết một người vào khuya ngày 11 tháng 6 trên đường 30 tháng 4. Theo hình ảnh từ camera an ninh, khuya ngày 11 tháng 6, người dân thấy 3 người đàn ông đứng nói chuyện trên lề đường 30 tháng 4, đoạn thuộc khu phố 1, phường Dương Đông. Trên tay những người này có cầm dao. Sau đó xảy ra đánh nhau, hậu quả một người đàn ông nằm gục xuống đường. Người dân tri hô thì hai người kia bỏ chạy. Người dân đưa người bị đâm vào trung tâm y tế thành phố Phú Quốc cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi. Nhận tin báo có vụ trọng án, Công an thành phố Phú Quốc phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương tổ chức truy bắt nghi phạm. Tới sáng nay thì bắt được Trần Văn Thuận, đồng thời triệu tập người đi cùng về trụ sở công an làm việc. Bước đầu xác định được nạn nhân bị đâm chết tên Quy, 41 tuổi, quê Vĩnh Long. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.